lại với kênh của Kiểm Tra Ngày Mới. Chúc cả nhà luôn vui, luôn khỏe. Và đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay lại vào bếp làm một món ăn vặt cho mấy từ nhỏ cả nhà ơi. Đó là hôm nay mình làm món là cơm cháy mỡ hành. Nguyên liệu thì rất là đơn giản luôn, dễ tìm luôn. Đó là mình tận dụng một ít cơm nguội nè, và một chén mỡ nè, và một ít hành. Bây giờ mình sẽ cùng nhau thực hiện cả nhà. Cho mỡ vào trong chảo nha. Rồi mình cho một ít thịt nêm vào trong này. Và một tí xíu muối. Muối mình cho ít thôi, hạt nêm nó cũng có độ mặn rồi. Mỡ lúc này cũng sôi nè mọi người. Ồ, vậy mùi thơm luôn, hấp dẫn quá. Mỡ hành thì mình đã làm như thế này là xong rồi nè mọi người. Quá thơm luôn. Chén mỡ hành thì mình đã chuẩn bị xong rồi. Món này rất là dễ làm luôn. Lúc này mình cũng chưa bật bếp nha mọi người. Mình sẽ cho cơm vào trong chảo và mình ép cơm ra. Món cơm cháy mỡ hành này thì mấy bạn nhỏ cũng thích mà mấy bạn lớn cũng thích luôn. Nên làm cho cả nhà cùng ăn luôn. Cơm thì mình ép càng ngỏng quá thì khi mình làm cơm cháy thì nó càng ngon. Ở đây mình cũng có chuẩn bị sẵn tô nước nè, để mình nhúng qua để mình ép cho nó dễ. Mùa dịch thì cứ luôn nghĩ ra những món ăn vặt để làm cho mấy bé nó ăn. Đây mình cũng đã ép xong rồi nè mọi người, được một chảo luôn nè. Bây giờ mình sẽ bật lửa và mình nướng cơm cháy từ từ nha. Lửa riu riu thôi. Đó, nướng từ từ. Mà cả nhà lưu ý là cái món cơm cháy này mình làm được đó là mình phải làm loại gạo dẻo mới làm được nha. Chứ đừng có lấy loại gạo khô mà làm là không thành công đâu nha. Thấy nó dễ nhưng mà là phải sử dụng là gạo dẻo mới được. Nó lửa thì nhỏ nhỏ, mình xây đều 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 cái chảo. Ban đầu thì mình nướng xung quanh cái vành trước nè. Nếu bạn nào ép dày hơn á thì chút xíu khi nào ấy thì mình sẽ cạo lớp mặt. Còn này mình ép mỏng lên mình sẽ không cạo luôn. Vàng dữ rồi mình lại. Nó ồ vàng. Trời ơi, thành cái chảo luôn. Cơm cháy mình làm vàng như thế này là được rồi nè mọi người. Mình lật cho mọi người xem ha. Là nó vàng như thế này. Bây giờ mình sẽ quay lại mình để mới hành vô. Làm nhẹ nhẹ thôi nha, lúc này nó giòn lắm rồi, là nó gãy á. Trời ơi, nóng. Thank you.
thơm mà. Hành mình cũng đã làm xong rồi, mọi người nhìn hấp dẫn không? Món ăn vặt ngon rẻ tiền, tận dụng cơm nguội, dễ làm mà tốn thời gian xíu nha. Đây mình sẽ trở ra cho mọi người xem. Bên này nó lúc này là nóng dữ lắm. Ồ, cơm rất là giòn luôn. Mày chèn cái phải chảy. Cơm rất là giòn luôn mọi người. Nó rất là giòn và rất là thơm mỡ hành luôn mọi người ạ. Cả nhà thân mến, tạm thời mình xin kết thúc video đây nha cả nhà. Chúc cả nhà luôn vui luôn khỏe và đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và làm món ăn vặt, tận dụng cơm nguội làm cơm cháy mỡ hành cho mấy bé nhà mình ăn nha. Và cho mấy bé lớn, mấy bé nhỏ gì cũng ăn được luôn. Bye bye cả nhà thân thương nha.